Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình DDNS trên Firewall FortiGate. Đa số hệ thống mạng của doanh nghiệp đều đang sử dụng các đường Internet với IP WAN là IP động và IP này sẽ thay đổi liên tục. Trong trường hợp muốn quản trị Firewall VPN từ xa thì chúng ta có thể sử dụng dịch vụ DDNS có sẵn trên Firewall FortiGate để làm điều này. DDNS trên FortiGate hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên thì có một số điểm mà các bạn cần lưu ý. DDNS sẽ không hỗ trợ cấu hình trên giao diện web nếu các bạn đang sử dụng bản VM, các model từ 1000 series trở lên hoặc không sử dụng DNS server là FortiGate server. Để cấu hình DDNS trên FortiGate thì rất là đơn giản. Trên giao diện web thì các bạn truy cập vào menu Network, DNS, chọn use FortiGate server trong phần DNS server. Nếu các bạn chọn specify và chỉ định DNS server khác thì phần cấu hình DNS sẽ mất đi. Nhấn enable FortiGate DNS. Phần này thì giao diện sẽ hơi khác giữa các phiên bản. Mình đang sử dụng bản 6.2 nên tất cả các phần cấu hình đều hiển thị bên dưới. Còn nếu các bạn sử dụng các phiên bản mới hơn thì bên dưới sẽ là một ô bốc. Các bạn nhấn Create New thì Firewall sẽ hiển thị một bảng tương tự như bản 6.2 thôi. Với phiên bản mới thì các bạn có thể tạo được nhiều DDNS khác nhau. Ví dụ các bạn có nhiều đường quan và muốn mỗi đường quan một tên miền khác nhau để truy cập, thì các bạn có thể tạo các DDNS tương ứng, chỉ khác nhau hai phần đó thôi. Interface chọn cổng quan mà các bạn muốn gán với DDNS. Tích chọn Use Public IP Address. FortiGate cung cấp 3 DDNS server là fortiddns.com, fortidydns.com và float-zone.com. Các bạn có thể chọn một trong ba server này. Mình sẽ chọn fortiddns.com. Unique Location chọn một tên bất kỳ mà các bạn muốn sử dụng. Tên này phải là duy nhất. Các bạn nhập tên vào nếu go báo available là chúng ta có thể sử dụng tên này. Nhấn Apply. Khi đó Fortinet sẽ tạo cho chúng ta một domain bên dưới map với địa chỉ IP WAN của các bạn. Các bạn có thể sử dụng domain này để truy cập vào quản trị firewall từ xa hoặc sử dụng cho các kết nối VPN remote access như là IPsec VPN hoặc SSL VPN, vân vân. Phần remote gateway các bạn nhập domain vào là được. Khi IP WAN thay đổi thì cũng không vấn đề gì, FortiGuard sẽ tự map IP WAN mới vào domain. Nếu các bạn sử dụng domain để quản trị Firewall thì mình khuyên các bạn nên đổi port HTTP hoặc HTTPS của mặc định đi để tránh tấn công. Trước tiên, để có thể truy cập quản trị qua IP WAN thì các bạn vào menu Interface. Chọn cổng WAN và bật HTTPS lên. Các bạn chỉ nên bật HTTPS thôi nhé, không nên bật HTTP. Sau đó vào menu system. Setting. Đổi port mặc định của HTTP và HTTPS thành port bất kỳ. Khi đó các bạn có thể truy cập vào firewall qua domain vừa cấu hình. Nếu đổi port HTTPS rồi thì các bạn sẽ cần thêm hai chấm port ở phía sau nữa. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình DNS trên Firewall Fortigate. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.